Hỏi nhanh đáp nhanh, danh sách Game of the Year 2022 gồm những game nào? 30 giây và hỏi và trả lời. Bắt đầu. 30, 2, 1. Không biết đúng không? Thế thì hãy dính ngay cho mình bộ sưu tập áo mới nhất của Trùng Cuối với chủ đề Game of the Year 2022. Ở đây chúng tôi có đầy đủ các mẫu áo in hình các tựa game hot nhất trong năm vừa qua, như là Elden Ring, Sifu. Đặc biệt là từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 thì với mỗi đơn hàng bất kỳ, bạn sẽ được tặng ngay một chiếc móc khóa xanh điệu và một bức tranh. Không biết là có giá trị nghệ thuật hay không, nhưng mà nó đẹp. Lưu ý là để trải nghiệm mua áo bất phần đeo ví thì bạn vẫn hoàn toàn có thể áp thêm phần mã giảm giá, free ship và hoàn xu trong dịp sale đặc biệt 11 tháng 11 này. Sáng nay không hết mã kêu. Bên cạnh đó thì nếu bạn yêu thích mấy con mô hình mà tôi đang để trên bàn đây thì hãy ghé ngay qua cửa hàng mới deck của Trùng Cuối mang tên Trùng Figure. Tại đây thì chúng tôi bán đầy đủ các loại mô hình anime với độ tinh xảo không cao lắm, nhưng mà được cái bền và giá thì lại vô cùng sinh viên bách khoa. Cho nên chưa gì nữa mà không sắm ngay cho mình một con mô hình để trang trí phòng làm việc của bản thân. Mua để bọn tôi có tiền chạy World Cup. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Đây là Jack Frost, công chúa Elsa phiên bản nhiễm sắc thể XY. Một người về cơ bản là một cái tủ lạnh di động có thể biến mọi thứ trở nên cứng và lạnh hơn, trừ cậu nhỏ của bạn. Jack Frost là một vệ thần được ban sức mạnh bởi mặt trăng. Tuy nhiên, khác với những vệ thần nổi tiếng khác như ông già Noel hay cô tiên răng, Jack Frost dường như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ xưa, anh không được trẻ con biết tới, nên Jack chưa bao giờ có thể lộ diện một cách công khai như các vệ thần khác. Điều này khiến Jack khủng hoảng hiện sinh trầm trọng. Thế nhưng một ngày nọ, số phận của Jack đã hoàn toàn thay đổi khi thế giới bất ngờ bị xâm chiếm bởi một thế lực tà đạo mang tên Ông Ba Bị, một kẻ ác nhân nổi tiếng với việc gieo rắc ác mộng cho toàn bộ trẻ em trên thế giới, đặc biệt là khi chúng không chịu há mồm hoặc ngậm đồ ăn trong mồm mãi không chịu nuốt. Một đội vệ binh giải ngân hà mau chóng được thành lập để cùng nhau chống lại âm mưu độc ác của Ông Ba Bị. Đội hình bao gồm ông già tuyết, cô tiên Cookie, thỏ phục sinh, cát tiên sa và một nhân vật không ai ngờ tới, Jack Frost. Tại sao tôi lại nói là không ai ngờ tới? Đó là bởi anh đã được chính thần mặt trăng chọn mặt gửi vàng và thậm chí còn được tiên đoán là nhân tố quan trọng nhất trong trận chiến lần tới. Thằng người băng này á, nó thì làm gì được Ông Ba Bị? Đóng băng tài khoản ngân hàng của ông ý à? Nó thậm chí còn chẳng yêu trẻ con. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề như những gì mà thỏ phục sinh nghĩ. Jack này không phải là Jack 97, anh không ghét trẻ con, mà thậm chí còn cực kỳ thích chơi với chúng. Anh thường âm thầm xuất hiện ở những nơi đông đúc trẻ nhỏ và làm phép để khiến lũ nhỏ chơi vui vẻ và thoải mái hơn, đặc biệt là trong những ngày tuyết rơi. Anyway, dù gì thì đây cũng là mệnh lệnh của thần mặt trăng, nên các vệ thần cũng nhanh chóng cử người đi tìm Jack, rồi bắt cóc về trụ sở để tổ chức một cuộc họp khẩn. Giới thiệu sơ qua về các nhân vật này một tí. Ông già tuyết aka shipper tận tụy nhất thế giới, một năm chỉ giao hàng một lần, mỗi lần khoảng chục tỷ món quà lớn nhỏ tặng cho trẻ em trên khắp thế giới. Cô tiên Cookie thì điều hành một công ty với rất nhiều tiên con, hàng đêm sẽ ghé thăm giường ngủ của các bé, lấy đi chiếc răng vừa rụng của chúng để lại một món quà nhỏ, rồi sau đó đem chiếc răng đi cất vào những chiếc hộp ký ức. Thỏ phục sinh nghe tên thì tưởng đáng yêu, nhưng thực ra lại là một bad bunny chính hiệu, ngầu lòi chất chất. Công việc chính của anh là giấu đi các Easter egg vào ngày lễ phục sinh hàng năm để cho trẻ em và đặc biệt là phê phim đi tìm. Cát tiên sa, hay gọi ngắn gọn hơn là người cát, là một vệ thần có nhiệm vụ đưa trẻ con vào giấc ngủ bằng thứ cát ma thuật của mình, và rồi tạo ra những giấc mơ đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn ngây thơ của lũ trẻ. Còn Jack Frost, à mà thôi, cái tủ lạnh di động này thì bỏ qua đi. Mặc dù được triệu tập lên tuyển, nhưng Jack chẳng hào hứng với cái tổ đội này lắm. Anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để được đứng chung hàng ngũ với các vệ thần nổi tiếng. Thấy Jack có vẻ đang quá tự ti về bản thân, ông già tuyết bèn dẫn cậu đi thăm thú xưởng sản xuất đồ chơi của mình, cốt là để cho Jack thấy dù có là vệ thần nổi tiếng hay vô danh thì tất cả đều có mặt trên đời này vì một mục đích chung, đó là làm mọi thứ có thể để bảo vệ trẻ em. Jack được thần mặt trăng trao cho sức mạnh, chứng tỏ sâu bên trong anh phải có một sức mạnh nội tại nào đó khiến cho anh trở thành nhân tố gánh kèo trong cuộc chiến sắp tới. Hai ông cháu chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên Bad Bunny chạy tới hốt hoảng báo tin Ông Ba Bị đã bắt đầu tấn công vào cung điện của tiên Cookie. Tình hình đang cực kỳ nguy cấp, cả đội nhanh chóng di chuyển trên chiếc xe tuần lộc và dịch chuyển tức thời thông qua cổng không gian của ông già tuyết, nhanh chóng có mặt tại cung điện răng. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ đã quá muộn, đội quân ác mộng của ông Ba Bị đã tới trước và bắt cóc toàn bộ các tiên răng bé nhỏ. Nắm được lợi thế trong tay, ông Ba Bị bắt đầu lộ diện. Hello Heslilis, my name is the Ông Ba Bị. Không cần phải giới thiệu thì mọi người ở đây cũng biết hết rồi. Tua ngược thời gian nhiều năm về trước, khi thế giới chìm trong bóng tối và sợ hãi, lúc ấy, ông Ba Bị hiện lên ở khắp mọi nơi. Quyền lực của ông chi phối toàn bộ nỗi sợ của loài người. Tên tuổi nổi tiếng chẳng kém gì Sơn Tùng MTP, khéo có khi còn đẹp dai hơn. Tuy nhiên đó là trước khi thần mặt trăng nhúng tay vào và tạo ra các vệ thần, đem tới niềm vui và sự lạc quan cho con người. Từ đó, chúng sinh dần quên đi sự hiện diện của ông Ba Bị, chẳng còn ai sợ ác mộng và bóng tối nữa cả. Sau nhiều năm bị quên lãng và ở ẩn, nay hắn đã quay trở lại và đòi lại hào quang năm xưa. Bạn sẽ thắc mắc tại sao lại bắt cóc tiên răng thay vì đánh nhau với các vệ thần mẹ đi cho nhanh. Đó là bởi các vệ thần tồn tại được là nhờ lòng tin của toàn bộ trẻ em trên thế giới. Nếu các tiên răng không còn tới lấy răng đi nữa thì niềm tin của trẻ nhỏ sẽ biến mất và sau đó các vệ thần cũng sẽ tan biến theo. Cả nhóm tức tối lao vào tấn công, nhưng rồi cũng đành phải bất lực nhìn hắn biến đi mất. Lúc này tiên Cookie mới nhận ra rằng ông Ba Bị tới đây không phải chỉ để bắt cóc mỗi tiên răng
mà còn để lấy đi các mảnh ký ức của trẻ em, được cất kỹ trong những chiếc hộp kỷ niệm trong đống ký ức mà ông bà bị đã lấy đi. Có cả một chiếc hộp của Jack. Jack nghe vậy bất ngờ lắm. Anh chưa từng biết mình có một cuộc sống hoàn toàn khác trước khi trở thành một vệ thần. Vì vậy, Jack đã đồng ý gia nhập đội vệ binh giải ngân hà để cùng chống lại ông bà bị và lấy lại những mảnh ký ức của bản thân. Tuy nhiên, trước hết, cả nhóm phải tìm cách lấy lại lòng tin từ trẻ con đã. Sau một đêm tiên răng không tới, rất nhiều đứa trẻ đã bị mất niềm tin vào các vệ thần. Thế bây giờ phải làm gì? Ông Gia Tuyết nảy ra một ý tưởng thiên tài. À mà không thiên tài lắm. Đó là cả đội sẽ làm thay công việc của các tiên răng, thâm nhập vào nhà từng đứa trẻ một để lấy răng và khôi phục lại niềm tin của lũ trẻ. Cứ thế, với những khả năng dịch chuyển cực nhanh của mình, cả nhóm đã giáo giết lục tung tất cả các thành phố trên thế giới trong một đêm và thu về một bộ sưu tập răng đủ thể loại. Trông thấy các đốm sáng niềm tin sáng trở lại, ông ba bị bàng hoàng vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Tức tối, hắn liền cử một đội quân ác mộng đi tính sổ với các vệ thần. Cuộc tấn công bất ngờ của đạo quân bóng tối đã khiến cho cả đội không kịp trở tay thay quần áo. Để rồi, các tiên sa đã rơi vào bẫy của kẻ địch và bị bóp nghẹt cho đến khi bị nuốt chửng trong cơn bi cực. Jack Frost đã tình cờ khai phá được sức mạnh nội tại, bắn ra một luồng băng vĩnh cửu, biến toàn bộ đội quân của ông ba bị thành điện thoại bê-phone. Nổ tanh bạch. Tuy nhiên, mọi cố gắng ấy cũng không thể nào thay đổi được việc đội vệ binh đã mất đi người cát. Việc đối phó với kẻ địch từ giờ còn khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh trẻ em bắt đầu gặp ác mộng nhiều hơn và niềm tin vào các vệ thần cũng ngày càng biến mất. Thật may, trong tình cảnh đó, một tia hy vọng lại lóe lên khi ngày hôm sau chính là ngày lễ phục sinh, ngày mà trẻ em tràn đầy hy vọng ra đường để nhặt trứng cùng với phê phim. Không nghĩ nhiều, cả nhóm lập tức di chuyển đến căn cứ địa của thỏ phục sinh, nơi anh thường tạo ra những quả trứng nhiều màu sắc tượng trưng cho những hy vọng và may mắn, rồi đem đi giấu ở khắp nơi cho trẻ em đi tìm. Tìm được càng nhiều thì càng may mắn và đầy hy vọng. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang giáo giết chuẩn bị cho lễ phục sinh thì Jack lại đột nhiên đi lẻ và rơi vào xào huyệt của ông ba bị. Hóa ra đây là kế điệu hổ ly sơn, dụ Jack tách khỏi đội để dễ bề hành động. Lão ta quẳng cho Jack một chiếc hộp ký ức rồi bất ngờ di chuyển cậu lại về căn cứ địa của thỏ phục sinh. Tại đây, Jack bàng hoàng nhận ra toàn bộ đống trứng phục sinh đã bị phá nát, đồng nghĩa với lễ phục sinh cũng bị phá hỏng. Trẻ con trong vùng thất thểu đi về với một chiếc giỏ trống không, niềm tin đã mất. Thỏ phục sinh cũng dần trở nên vô hình trong mắt lũ trẻ. Trông thấy hộp ký ức trên tay Jack, tất cả thành viên trong đội đều vô cùng thất vọng vì anh đã phản bội cả nhóm, âm thầm kết nối với kẻ địch để báo hại mọi người. Cứ thế, Jack bị trục xuất khỏi đội. Lực bất tòng tâm, Jack đành lòng phải rời đi. Anh lang bạt tới một đỉnh núi tuyết của núi tiếc và tự mình dằn vặt. Ông ba bị thấy vậy mò tới an ủi, hòng lôi Jack về phe của mình. Nhưng ông ba bị nào có phải KICM đâu mà đòi fit với Jack. Anh lạnh lùng từ chối rồi quay gót bỏ đi. Thế nhưng lão già thâm độc kia lại đang nắm trong tay sinh mạng của một bé tiên răng. Jack thấy vậy cũng chẳng thể làm ngơ, đành trao lại cây gậy cho lão để đổi lại mạng sống của bé tiên răng. Thế nhưng các cụ game thủ đã bảo rồi, giao dịch trực tiếp mà không có trung gian thì bị scam là cái chắc chắn. Lão ném văng bé tiên răng ra xa, bẻ gãy cây gậy phép của Jack rồi đẩy anh xuống đáy vực sâu. Thế là giải quyết xong một mối họa nguy hiểm. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, bé tiên răng đã cứu Jack ra khỏi hố sâu tội lỗi bằng cách cho anh xem lại toàn bộ ký ức của mình. Hóa ra trước kia Jack cũng có một cuộc sống như người bình thường, có một gia đình đầy đủ và là anh cả của ba đứa nhỏ. Thế nhưng trong một lần đi chơi ở hồ băng, em gái Jack đã sơ suất đi vào vùng băng mỏng. Trong lúc bối rối, Jack đã quyết định hy sinh thân mình để cứu em gái, rồi chìm sâu xuống dưới hồ băng. Thần mặt trăng đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối và rồi quyết định trao cho anh một cơ hội thứ hai là trở thành một vệ thần để bảo vệ trẻ em. Jack giờ đây mới thực sự nhận ra giá trị của bản thân. Jack Frost được sinh ra để bảo vệ trẻ em và trẻ em cần sự bảo vệ của Jack Frost. Ngay lập tức, anh chữa lành cây gậy rồi bay về giải cứu mọi người. Thế nhưng trong khi Jack đi vắng, ông ba bị đã gieo rắc cơn ác mộng lên toàn bộ trẻ em trên thế giới. Số lượng trẻ em còn tin vào các vệ thần giờ đây chỉ còn đúng một người, không ai khác chính là cậu bé Jamie, người đã may mắn được thấy tất cả các vệ thần vào đêm hôm trước. Miễn ngày nào Jamie còn tin tưởng thì đội vệ binh còn hy vọng sống sót. Jack sau đó âm thầm tìm tới nhà của Jamie. Cậu bé lúc này đang ngồi thẫn thờ, mong rằng niềm tin của mình là đúng, mong rằng các vệ thần thực sự tồn tại chứ không phải là do cậu gặp ảo giác. Để cứu lấy chút hy vọng nhỏ nhoi đó, Jack đã quyết tâm lộ diện bằng cách tạo tuyết rơi ngay trong phòng của cậu nhóc. Em biết là anh có thật mà. Anh chính là người khiến cho con chim cúc cu của em teo nhỏ lại mỗi khi đông về. Các vệ thần khác cũng bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà Jamie để bảo vệ cậu nhóc, cũng như là bảo vệ chính mạng sống của mình. Buồn nhất phải kể đến Bad Bunny. Sau một lễ phục sinh thất bại, anh đã hoàn toàn bị trẻ con quên lãng, rồi biến thành một con thỏ bé tí. Cơ mà chuyện đó bây giờ không quan trọng lắm, vì ông Bambi đã bắt đầu muốn all in một phen để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi. Đội vệ thần thừa biết có đánh nhau với lão thì cũng chẳng thể nào ăn được. Thế nên Jack đã quyết định thay đổi chiến thuật và đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của lão. Đó chính là niềm tin của lũ trẻ. Không chần chừ, Jack vẽ ra một đường băng chạy quanh làng xóm để khua chiêng gõ mõ, đánh thức đám trẻ con trong vùng. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Những đứa trẻ thấy vậy thì vô cùng háo hức tham gia trượt tuyết cùng các vệ thần. Ông ba bị thấy vậy liền gọi thêm quân để tấn công tổng lực, với hy vọng rằng đội quân ác mộng sẽ khiến cho lũ trẻ con sợ xón đái. Thế nhưng người xón đái ở đây chính là ông ba bị mới đúng. Lũ trẻ vô cùng gan dạ, khiến cho những luồng sức mạnh hắc ám bị đẩy lùi, thừa thắng xông lên. Đội vệ binh bắt đầu gọi hội tới đánh nhau cùng. Và bất ngờ chưa, khi hy vọng trở lại
thì cũng là lúc mà người Kat tái sinh. Với sức mạnh tối thượng của mình, Kat tiên sa đã xóa tan mọi cơn ác mộng của lũ trẻ, đem lại niềm tin cho trẻ con trên toàn thế giới. Cảnh tượng lúc này đẹp như trong chuyện cổ tích. Cứ như thế, ông Ba Bị lại một lần nữa bị quên lãng, y hệt như những gì đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm. Lão cố chạy thoát ra bìa rừng, nhưng rồi cũng bị nuốt chửng bởi chính đội quân hắc ám của mình. Và con tim đã vui trở lại, thế giới lại một lần nữa sạch bóng ác mộng. Ý tôi là thế giới trong phim, chứ ngoài đời thì có khướt. Sau đó, Jack chính thức được phong lên làm vệ thần và lập lời thề sẽ bảo vệ trẻ em mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu thì tôi cũng không chắc, nhưng tôi chắc chắn rằng bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.